con nè, bắp ngọt nè, này của con nè, này của cha nè, đó, tối mì thôi mà, cha làm cục gà, cha, tối cha ngủ cha làm mơ, cha hèm ăn cái này đúng không? Đúng rồi. Cái này tới ngủ làm mơ thì trời. Đúng rồi. Cho biết. Không biết cha làm mơ. Con biết mà. Có nghe cha la không? Không. Nghe cha thêm. À, cũng được. Thêm cái đi ra. Thân chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục hôm nay gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người cùng dùng món curry gà chấm với bánh mì nha mọi người. Đó, giờ gia đình Thành mời tất cả mọi người dùng nha. Mời cô chú. Đồ, xé đây nè, xé cái đầu nữa. Chờ xé cho. Hơi cục cưng em bé. Thôi xé miếng nhỏ không. Nè miếng này nhỏ nè. Bụng chết. Ô đù. Nè. Mời cô chú mì chấm đi. Này, hey. Không lấy muỗng mà. Chấm vô luôn hả? Chấm cái chén nướng. Trời, chơi kiểu độc luôn nè. Quá xá luôn. Mời tất cả mọi người nha. Cài hết. Cạo nữa. Chén nướng luôn. Cạo quá, ngồi. Tắm hả? Thổi nè. Chặt quá. Miếng gà. Bưng chén đi. Gà ra. Gà dai mà thơm. Ngon ra. Cho nó mì không ngon. Nói thơm ngon, bây giờ cũng đỡ ngon. Chấm à. Cũng gà. Gà to cho ba lửa. Gà. Thôi ăn miệng ngon ha. Mẹ làm đó, ai làm nữa? Mẹ làm. Làm cây măng ngon. Ngon. Nước này thấy sạch sạch. Lúc chưa ăn mà đặt chê chê. Không ngon đâu, không ăn. Ăn vô quất bình hết rồi. Ăn bóc luôn. Sữa lắm. Thịt cái đũa lắm. Xé ra cho xé. Nè. Cái trên giữa là dễ ăn. Xé luôn. Của con nè. Bắp ngọt nè. Này của con nè. Này của cha nè. Đó. Ok. Vô nè. Nè. Vô nè. Nước nè. Nước này phải sạch sạch nữa ngon. Thêm nước cốt luôn. Này hơi còn lọc lỏng. Lọc lọc gì nữa? Nó lỏng á. Lọc lọc nữa. Béo. Này đúng sạch nữa. Tối mì thôi mà. Cha làm cục gà. Cha. Tối cha ngủ cha làm mơ. Cha hèm ăn cái này đúng không? Đúng rồi. Này tới ngủ mơ thì trời. Đúng rồi. Sao biết? Sao biết cha làm mơ? Con biết mà. Có nghe cha la không? Không. Nghe cha thêm. À, cũng được. Thêm cái đi ra. Ghê cha. Đây là dầu. Cái dầu tay.
chứ dùng tay nó thể mở ra ăn được. Ngủ nằm mơ luôn, trời ghê. Ngủ nằm mơ luôn trời. Kiểu này sao giống được kem. Ngủ nằm mơ. Kem tiếng nằm mơ đúng không? Kem nằm mơ. Không, con nằm mơ về quê. Về quê bằng tóc gà. Con nằm mơ về quê bằng ngoại, thăm ngoại, ăn ngoại. Ghê có tiếng luôn. Cha chấm bên đây, mẹ chấm bên đây, con chấm ở đây. Ok. Cha chấm đây không? Không. Sao không? Của con ít lắm. Cha nhiều hơn của mẹ. À. Cha nhiều hơn của mẹ nữa. Để vô càng thấm vô ngon. Chấm rồi. Lắc qua nè, lắc lại nè, lắc qua nè. Quẹt quẹt. Ồ, ngắm vô rất nhiều nha. Thôi đã ghê cả. Ngọt. Ăn xong cái mỏ vàng cháy. Cho miếng da gà. Ăn xong. Ăn xong rồi quay tiếp theo. Ăn xong rồi quay sầu riêng. Quay sầu riêng không? Ừ. Ăn quay hai cái rồi. Ăn nổi không? Chứ ăn. Đó. Ăn cái này có chút tốt cho sức khỏe đâu đó. Lúc qua lớp lại. Ủa sao mà không cười chút nào vậy? Ừ. Ăn. Kem này cái gì kìa? Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì KFC. Nó không gà bánh mì không chạy? Ngon quá. Nước ngon quá không? Chứ đâu đâu con chấm. Chấm lại không? Chú chấm nhiều hơn bên bên con. Chấm quá không chấm. Gà ngon. Dây dày rồi. Gà này gà là gà gà dai con 7-8 kg không? Dai dữ thiệt. Tiểu nước. Hết nước. Bỏ vô. Gà bự lắm. Mời các bạn uống. Đây là nước lọc. Nước lọc. Nước lọc thường thường nó ở dưới biển. Nước lọc thường thường nó ở dưới biển á, người ta vớt lên dạ 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 đúng không, tình trạng nó bự nó to lắm, da nó dày á, ngon thịt cũng dày á, không bắt luôn thì rửa tay cũng được. Ừ, em biết đi. Đó mà. Ai? Dạ. Em muốn. Được. Ốc cuốn. Không dạ. Dẻo mà. Em muốn dẻo mà. Đúng không? Hả? Dẻo tà. Hỏi thử chấm không? Em muốn chấm. Chấm luôn trời. Chấm nào. Đổ gà thêm đi luôn. Thật tức. Thật lắm. Cà phê. Thế à? Cà nướng đó. Tạm không? Có là con.
Có chỗ để chắp gặp lắm á. Đang chở thôi nó chíp chíp hoài. Đẹp. Xô lui xô lại hàng cây bắp hoa. Cái thằng phu câu hả? Đúng, trời trời trời. Trời 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 ơi. Phu câu rồi con. Đây, ăn tới phu câu luôn rồi. Có thể chấm được nè. Ăn bóc luôn, bóc vệ sinh. Hồi rửa tay. Đúng rồi, hợp lý. Đó, trời ơi, phu câu. Phu câu này ăn phê luôn nè. Anh không có nói gì, phê à. Thầy em nói ăn, ăn phu câu. Biết phu câu là gì? Nè, phu câu này là gì? Ghê. Ăn nhiễm. Cái này biết cái gì không? Hả? Dơ. Cái này biết cái gì? Chú đi. Nè, cái này biết cái gì không? Chú ghê ghé. Cái mông đó. Cái mông. Cái mông. Nè. Đã. Trời. Bóc bớt hai cục dầu, hai bình dầu bự quá. Hai bình dầu cà bá. Ăn nổi. Bỏ hai bình dầu này ra. Con gà này gà tống á. Dơ hết chỗ rồi. Tắm hoài. Ngon. Tới phu câu. Dạ. Ngon. Sắp lui sắp lại. Đuôi gà dán ra ép khe. Rất dễ thôi, đây là bánh mì. Bẻ coi. Quá trời. Dạ chứ ẩn gì. Mẹ cũng nói dạ luôn. Dữ dữ. Dạ. Chú phụ. Cái gì xem? Chú phu. Quẹt khô nữa không? Quẹt khô, khô chảo luôn mọi người. Tí. Ăn miệng mài như con heo. Thơm nước không? Còn nước còn nước. Cô còn còn nước nhóc kìa. Nước chấm bánh mì nè. Nước cà ri nè. Ông phụ cậu ngán luôn trời. Cậu phụ cậu quá. Không gà 7kg. Không có gà 5kg nè. Chứ không 7kg đâu. 7 ra số 7 nè. Đó. Rồi, ngán. Ngán rồi. Qua tay ăn sầu ghi.
Cha tắt đi cha. Qua trang ăn sầu riêng. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Ẩm thực Thành Vlog. Xin cảm ơn các bạn.